Hi, hello mọi người. Để đầu tiên xin cho Vedette Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôn đô đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên. Thì như mọi người thấy không, hôm nay là em đi tông layout là layout màu hồng nha mọi người nha. Đây, chiếc túi em mua ở shop Ái Phương. Bây giờ cái người đẹp Thu Đông nha mọi người, bộ sưu tầm. Người đẹp Minh Candy. Đây là tông Đà Lạt cho mọi người. Người đẹp Minh Tuyết. Hello mọi người. Thì chị. Người đẹp Lâm Đông Đông. Chanel. Người đẹp Ngọc Nhi. Người đẹp Hải Yến. Đó, bây giờ tụi em đã phân thọ xong rồi đó. Tối lên đèn là tụi em lên đồ nha mọi người nha. Thì giờ hôm nay có hai nhân vật xuất hiện nữa. Đó chính là Nam Thanh Lịch, Hoàng Long. Quay sát vậy, anh xuống mũi đó nha. Ở xuống biển. Anh xuống mũi đậm lắm. Em ra trễ cho mọi người. Đó, và anh Lịch kế nhiệm Nam Dương 2021. Người đẹp Nam Dương. Kế bên là người đẹp Lam Di. Đó, tụi em sẽ chuẩn bị đợi taxi và đến show của anh trai nha mọi người nha. Rất là cảm ơn anh trai rất là nhiều, cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Để mà bóc show nhóm của tụi em đi Đà Lạt thì bây giờ gần Tết Niên, gần Noel nè, gần Tết mình nữa. Thì những anh chị bạn bè mình có muốn đặt show và liên hệ show thì mọi người có thể kết bạn Facebook của Lâm Nam Đông hoặc là Mén Yến. Nói chung là tất cả những thành viên ở trong nhóm. Nhóm của em có nhận tiền là thôi noi, sinh nhật đầy tháng. Nhất là cái tháng này là mình ăn Tết Niên rất là nhiều, lịch Tết Niên với là lịch Tết cuối năm nữa. Nên mọi người cứ bóc show, mọi người cứ liên hệ với nhóm tụi em nha. Bên em là có ca hát nè, chương trình Loto Show nè, chương trình trình diễn thời trang nè, và chương trình giống như là vượt lên chính mình 1 phút 30 giây nha mọi người nha. Minh Tiến có thể cầm cây dao cậu gâu cạo trên sân khấu 1 phút 30 giây và hy sinh hết bộ gâu của mình. Và đây là phút Minh Tiến chụp hình cho phép tấm bộ đồ 2, 3, 4. Đúng rồi, em phải là cơm lóc Tiến ơi. Quá đẹp luôn, 2, 3. Đó, đúng rồi. Đó, 2, 3. Rồi, đúng rồi. Mỗi người chỉ được 3 tấm hình đẹp thôi. Rồi, đẹp nha. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Bung nha, bung bấy. Rồi. Trời, đi xô rồi kìa. Đi xô lên Tiếng nghe Vương. Gì vậy? Đi xô rồi. Trời ơi, tắt đèn nhiều lắm. Giờ không đủ chỗ. Đông nha. Không đủ chỗ tụi em phải ngồi vậy. Ê, sao không? Ý là để hai người lại để em quay lại nói tiền nữa mà. Coi cổ không đâu. Thôi kệ đi, ngồi ngồi. Chứ vậy như 10 cây đó đâu, 10 cây nữa. 10 cây hả? 12 cây. Thiệt không? Rồi chỗ đây luôn á. Xong chút xuống dưới em đi cái cổ em vậy luôn á nha, là cứng người á. Mũi mày làm mũi bay rồi, giờ cái cổ mày bay. Hôm nay tụi em đi tông mà là tông Đà Lạt nha mọi người nha. Tại vì trên Đà Lạt rất là lạnh, thì mọi người nghĩ đi. Nãy giờ mà chúng em thấy á, người ta đi tiện người ta có mặc áo khoác rất là nhiều. Đa số là áo khoác kín đáo luôn. Chỉ có mọi người có ra là SC thôi mà không còn áo khoác. Vậy chứ mình mặc áo ấm như mình diễn luôn đi. Phụ mà ấm diễn xô. Đây bông hoa quá nhiều luôn. Đây chị đứa con cái địa hương luôn. Đây là con của ba. Ba Chiến hả? Ok con, một chút nữa đi tiền xong cho cô mượn cọc dây chuyền nha. Nghe mượn cọc dây chuyền nó chạy đi liền. Con nít giờ khôn lắm mọi người, khó mượn đồ lắm mọi người thấy không. Em đâu có mượn gì quan trọng, em mượn có cọc dây chuyền của một đứa bé thôi mà nó không cho em mượn. Để chút vô em coi chủ tiệc coi còn ai mượn đồ nữa em mượn. Đúng không? Dạ không. Giống chị Minh Hằng quá ta. Thôi bây giờ chị Minh Hằng là Lạc luôn á. Chị đợi lâu chưa? Không, đợi Lạc. Em là Minh Tinh. Dạ em biết là em phải coi cho chị. Dễ thương quá. Chị make up ở đâu? Chị búp. Tự làm hả? Ôi. Bây giờ nãy em ghi qua kêu chị dẫn ông My giùm em rồi. Em nói ông My nó bị sụp nè, chị thấy con mắt anh bật không? Nó dưới lên chở nhập nha chị yêu. Rồi bây giờ là tụi em sẽ chuẩn bị lên tiệc nè mọi người ơi. Đó. Giống như là mấy tuần trước là tụi em diễn ở Sài Gòn thì mọi người đã quen rồi. Thì bây giờ tụi em sẽ đi show với Đà Lạt trong nhà hàng ở Đà Lạt. Thì em sẽ như Lâm quay lại một cái clip. Anh Long sẽ kiên cường cô dâu Ngô Thị Ngọc Huy. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để chào đón quê hương đất
đây cùng nhau tiến lên lễ đài quận phúc, mở ra cánh cửa mới và phúc lứa đôi. Quen thuộc với hai gương mặt này, xin một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Minh Tuyết. Ca sĩ Minh Tuyết, trời ơi là trời. Xin được thay mặt cho tôi đến từ Đông Phương, xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Cảm ơn quý vị, ngày hôm nay thì mình nhớ trong em rất là vui và vinh dự được có mặt ở đây để cùng chung vui buổi chiều chờ mừng ngày đám cưới của anh Long và Mỹ Nguyên thì cũng không. Chào đón tiếng hát của người đẹp nữ hoàng cái chiên chiên bơ đét vũ phu bơ. Cụ đen lên đây, cụ đen hoài đi. Vâng, và để đầu tiên xin cho bơ đét vũ đu phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Rồi hôm nay là có bao nhiêu là mình chơi bấy nhiêu luôn nha mấy anh mấy chị ơi. Nhạc phẩm đầu tiên bơ đét vũ đu phương và mình tiếp trình bày nhạc phẩm được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Rồi con ơi xuống dưới với ba thì chúc mẹ xuống nha. Anh ơi, lấy giùm em nhạc The Remix của Lương Gia Huy á. Chúng ta đem lên là chương trình chỉ một đêm duy nhất. Đói,
Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hạnh cháo qua nhà người. Ủa mày chửi tôi hả? Ở cỡ đâu? Mày nghe gì bóng 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 đó. Ý là chị cho cái bóng ăn ở dưới con kênh nè, em làm gì tự nhiên chị chửi em bóng chứ trời, chị cũng bóng nhưng lại chửi đầu chị. Nãy giờ không có để ý á, tự nghe cái gì bóng 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 tự chửi em. Bởi vậy chưa con người cũng cưng lúc đầu. Mấy em đứng sợ, em đứng một mình em sợ bể bóng đúng không? Chị kêu bóng 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 là lát nữa khách nó biết em bóng. Tự nhiên cho mấy con cá bóng này ăn ngủ ghê thật sự mà nói quậy xuống đây làm. Phải xấu dưới. Phải xấu. Đó bây giờ cho con cá bóng này ăn thôi, cho bà bóng này ăn đi. Bà bóng này ăn không ra. Ăn gì vậy? Ăn không ra. Bóng bóng đang bán lên ăn cơm bà. Hello mọi người nha. Bây giờ là xe tới rồi, tụi em sẽ chuẩn bị về phòng. Đó thì trong quá trình mọi người thì có gì phức tạp thì mọi người bỏ qua cho em nha.